màu và trang trí cho nó. Mà kiến ghẻ sao? Đầu tiên mình tô xanh lá. Xu này hay cần lắm sao? Hôm nay giỡn đồ dữ lắm đồ luôn. Nó kêu cậu hai, cậu ba. Sao biết ông mấy ông kia đạo dưới á? Cái gì cứt không? Không ai kêu nó nói chuyện hết. Sao con hỏi cho anh nghe không? Con không có kêu con dạy con, nhưng con ẩm nó ngay cái chỗ mà dưới sông đó. Nó nói cứt không? Nó nói hoài luôn. Cái hỏi cho anh ra cho anh hỏi cái gì vậy? Nó nói cứt không? Chỉ dưới. Mẹ hỏi cứt ở đâu? Chỉ xuống dưới sông cứt không? Nói chị. Nó nói chắc bà nội nó hù nó đợi bơi tắm thì bà nội hù nó. Cái nó nói vậy sao? Nó biết cái nó nói. Nó nói cứt không? Ai đâu dạy nó? Chỉ cho anh mình lại thì sao lo? Nào á, nói vậy, nó cậu á, nó không có gì thì cũng triệu chứng là bao tử ủa cũng chừng, mà triệu chứng ủa đó là ung thư rồi là bỏ luôn, ung thư chỉ định chết, nó không đi trị, nó ăn cái anh bệnh hoài luôn á, nó sống trong cái sống đó thì nó chỉ được chết thôi chứ sáu giờ sáu nói đâu nghe, nó không thương con nó không thương bản thân nó không thương con nó làm sao được sáu, vậy khi nói ra sao buồn, cái anh bệnh xíu bệnh luôn. Nó không nói chứ. Nó không có biết cái gì. Cha anh tính hôm qua khám con rồi, nhưng mà hôm qua còn tới tháng đâu khám đâu. Khám bụng. Và cái vết mổ cho anh bị đau hoài luôn hay sao? Đau mà không đi khám ngày này nói qua ngày kia. Gặp đau quá là tao chở đi, tao làm hết trơn. Anh... Chứ anh nó không có suy nghĩ, nó không có thôn đâu. Chứ anh thì không có... Ví dụ đi. Nó có chuyện gì thì Khánh cũng có vợ. Con thì cũng người ta sợ. Tại vì chồng nó cũng có con dâu khác, phải không? Sao nói đúng không? Thế này mình tôi mà học. Mà chị anh nói cho anh đi khám bệnh. Mà xác sao qua, sao đi khám chị anh thì chị anh cũng đi sớm. Chứ này nhà cửa chắc chị anh không đi sớm đâu. Đi nội soi, đi bao tử, đi nội do chị mê. Sao đi sớm, sao đi chị anh á? Cái heo mình tô qua má học cho con hổ đằng nào á. Xin dương. Con học nó là xin dương nha. Được ba. Xin dương với màu gì cho nó giờ. Hổ mình tô nhiều quá à. Nãy mình tô bức tranh chú hổ vườn cây rồi. Mình sẽ tô bức tranh này ơi. Chú hổ và cây hoa. Đó, mình tô màu xanh lá nha. Thì mình sẽ quay qua cho dễ tô. Quay xong thì ăn cơm. Cơm xong rồi đi bán mì hộp chai. Đó, mình tô cho đều nha. Tô đều xanh lá nè. Thì mọi người cũng nhớ tô cho đều nha. Bé học một đá hoa. Cô thấy hay buồn lắm. Mình đang tô mà xanh lá lợt ha. Lợt mà dạng mầm nó dạng mọc tươi chứ không phải chậm nha. Giờ thì thành bộ thôi nha. Coi hề buồn lúc thế con ca chuyện này xưa. Ê, nhém bị bay à, núng nước cái mình khát nước quá. Tớ đều.
đồ cho nó đều màu và kỹ nha. Bữa nay về Kiên Giang ở có anh buồn quá, tôi chân có bà út có su đó hả. Mời cái tôm nhé, tôi cho kỹ cho đều giúp cho mình đẹp hơn nhé. Xong rồi kế tiếp mình sẽ tô là màu nâu. Đâu mấy có bật máy lạnh nó sẽ khỏi đóng cửa. Đâu bật máy lạnh nó khỏi đóng cửa không được. Bên này mát hơn bển nữa sao? Thì mình đã tô xong bức tranh chú hổ và những cây hoa rồi ha. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại nha. Bye bye.